Dạ vâng, mến chào các bạn đam mê câu cá. Hôm nay một lần nữa chúng ta đến với nhau. Trước tiên thì tôi muốn trả lời một bạn có thắc mắc trong mấy cái video trước tôi làm đó. Bạn này hỏi tại sao phải dùng lông của con công mà không dùng cái lông của con gà ăn vịt được. Thì thực sự trả lời ra là tùy theo cái mồi của mình lớn hay là nhỏ, mình sẽ dùng những cái lông của con nào nó có nhỏ hợp với cái mồi của mình hay không. Ví dụ như con cung quăng thì nó rất là nhỏ, phải không nào? Thì mình nên dùng những cái gì mà nó nhỏ nhỏ, nó đi hợp với cái mồi đó. Nếu mình dùng lông gà, lông vịt á, thì khi mình quấn lại nó rất là to, thì nó nhìn nó không có đúng lắm với con cung quăng. Tại cung quăng lúc đó trong cái thời điểm mà nó vừa mọc lông, mọc cánh ra, tua tủa tí tí nhỏ nhỏ thôi. Mà dùng lông gà lông vịt trong trong cái cổ của nó thì nó thành ra rất là to, nó không thành cung quăng nữa, có vậy thôi. Còn ngược lại, nếu không có lông công thì các bạn nếu mà bắt buộc phải chỉ có lông gà lông vịt thì chúng ta cũng có thể làm, nhưng mà cách làm thì nó hơi khó, tại vì khi làm nó quá to mình phải tỉa nó nhỏ lại, đúng không nào? Mà nhỏ lại thì nó nhìn nó không có vẻ tự nhiên, vì cái vết cắt của lưỡi kéo nó sẽ làm cho cái khúc lông của nó sẽ bị cứng, bị ngắn, nó không có tự nhiên hơn, có thế thôi. Còn có thì mình làm, không có thì mình tìm cách mình làm cái khác. Hoặc là như cái video mà con nhộng chẳng hạn, tôi không có làm bằng lông của con công mà tôi dùng mấy cái sợi len tôi quấn vào thì nó cũng tua tủa ra giống giống vậy thôi. Thì mình cứ suy nghĩ tìm cách mình làm. Nếu mình mua được thì tốt, không mua được thì mình suy nghĩ làm cách khác hoặc làm con mồi khác nếu mình không thể được, phải không nào? Đấy, vâng, thì hôm nay đi vào vấn đề chính. Hôm nay tôi muốn hướng dẫn các bạn làm một con mồi này, nó giống như con sâu. Đây, các bạn thấy rõ, nó giống như con sâu như thế này, phải không nào? Sở dĩ tôi làm con sâu này là lấy cái ý tưởng, tại vì hôm qua tôi ra vườn thăm mấy cây cà chua thì tự nhiên lá nó đi đâu hết rất là nhiều, thì tôi mới săn, tôi mới lục, mới tìm nó thì ra trong đó có một con sâu to, nó đang ăn lá, và con sâu nó màu xanh giống giống như thế này. Thì các bạn coi thì đại khái nó làm cái con này nó giống con sâu, tại vì khi con sâu mà nó ở xung quanh trong rừng nọ kia gì đó thì nó rớt xuống nước thì chắc chắn là mồi cá nó sẽ ăn, phải không nào? Và chúng ta làm thế nào nó giống con sâu một chút, càng giống nhiều càng tốt. Giống như con sâu của tôi đây làm thì nó có cái đầu đen và dưới đây có chân nó tổ tổ ra, và mình có từng khoanh nhìn rất là giống, rất là đẹp, phải không nào? Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm con sâu này. Thì cũng như những cái video trước, tôi giới thiệu những cái phần có để mà các bạn dễ tìm, dễ làm thế thôi. Đây là chỉ của tôi và tên của nó. Khác cái con sâu hồi nãy tôi chỉ tôi đưa cho các bạn coi là tôi làm một chỉ màu đen, nhưng mà lần này tôi thấy có lẽ làm chỉ hồng hồng nó hay hơn. Có thể một phần nó hay hơn một phần nữa, mình cũng nên thay đổi một chút nào đó, đúng không? Và lưỡi câu thì tôi dùng lưỡi câu loại này. Tôi dùng lưỡi câu loại này nhé, size số 10. Sở dĩ tôi dùng cái loại lưỡi câu này là vì nó dài hơn cái mấy cái lưỡi câu của làm mồi fly rất là nhiều. Lý do tại sao? Tại vì cái con sâu này thường thường là nó dài, phải không nào? Nếu mà tôi tìm được cái lưỡi câu nào dài hơn như vậy, chắc chắn tôi sẽ làm, tôi sẽ mua để làm, tại vì cái lưỡi câu nó có cái con mồi mà tôi sắp sửa làm, con sâu tôi sắp làm nó dài đấy, cái lưỡi câu nó dài, không nào? Đó thì con sâu nó dài cho nên mình phải tìm cái lưỡi câu nó dài cho nó thích hợp. Nếu mà còn dài hơn nữa thì tôi chắc chắn tôi cũng làm, tôi cũng mua để làm. Và cái phần làm khoanh bóng bóng của nó tôi làm bằng sợi này nhé.
là màu kim tuyến này. Cái thân mình của nó thì tôi cũng giống như con trên chuồn, tôi có làm một lần, tôi làm bằng cái bịch này. Okay. Và cái lưng của nó đó, cái lưng của nó các bạn thấy cái lưng phần trên này này, nếu mình phải lấy cái gì mình che nó đi, cho nên tại con sâu ở dưới nó có chân nhưng mà trên lưng nó không có chân, dĩ nhiên là không có chân rồi, thì muốn làm cái lưng nó bằng đó thì mình tìm một cái loại mà của tôi tìm được là cái loại bằng cụm hộp xanh giống như vậy, thì mình cắt ra đó, cắt ra từng miếng nhỏ thì nó cũng sẽ thành như vậy nhé, để mình đè lên trên lưng của nó cho nó cái lông mà mình quấn ở trong thân của nó đó, nó không có tổ lên trên lưng mà nó chỉ tổ dưới chân thôi, không nào. Và vì cái con sâu này á, mình quấn tất cả gần như bằng vải, bằng mọi thứ thì nó sẽ rất là nhẹ, khó mà chìm dưới nước được, không nào. Thì mình phải cái quấn một ít chì trong đó, thì đây là chì của tôi làm led white là chì, ok, chì nhỏ thôi, 0.10 0.10, ok, rất là nhỏ. Chì để làm gì? Để nó cho trong cái lưỡi câu mình có nặng thêm một tí, phải không nào? Nó nặng thêm một tí nó dễ chìm hơn, thì đó mình sẽ quấn chì trước. Ok, thì đó là tất cả những dụng cụ tôi chuẩn bị để mà làm cái con bầu con sâu ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta cũng quấn một ít chì vào cho nó nặng cái lưỡi câu. Quấn độ chừng 10 mười mấy vòng đó cũng đủ nặng để nó chìm xuống. Còn nếu mà không có chì thì nó sẽ nổi lên trên, phải không nào? Nó nổi lên trên thì cái mồi nó không có hay lắm, tại vì con sâu nó cũng tương đối là nó to. Mà nó to như vậy thì khi mà nó rớt xuống nước thì chắc chắn là nó phải chìm, phải không nào? Mà nếu mà nó không chìm, nó nằm lênh đênh trên mặt nước thì nó lại không có hay. Là một, thứ hai nó không có đúng thực tế mấy, cho nên tôi phải làm chì. Các bạn không có chì thì có thể lấy dây đồng, dây kẽm gì đó mình quấn vào trước một lần cho nó nặng, nó dễ chìm hơn. Ok, đến đây chúng ta quấn dây chì vào. Cắt cái đầu đi. Và chúng ta sẽ quấn thật xa càng tốt. Tại vì cái con sâu này nó thực tế là nó rất là dài, gần như nó dài khoảng hơn một đốt ngón tay, phải không nào? À, có thể lên tới hai đốt ngón tay tùy theo cái con sâu mà mình thấy. Và cái con mà tôi thấy ở trong cái vườn cà chua của tôi đó, chắc phải hai đốt ngón tay, hơn hai đốt ngón tay, mà trong khi đó cái lưỡi câu mình chỉ có dài được một đốt ngón tay thôi, cho nên mình phải tận dụng tất cả cái phần nào của lưỡi câu mình có thể tận dụng được để nó càng dài bao nhiêu càng tốt bao nhiêu, không nào. Sau khi mình quấn thật xa, mình có thể lúc đó chúng ta đi ngược lại. Và đến đây ta quấn cái sợi kim tuyến vào. Quấn vài vòng cho nó giữ chắc lại. Rồi lúc đó chúng ta quấn cái miếng nhựa để trên lưng của nó. Khi quấn cái miếng nhựa này, chúng ta ráng tìm cách mà để cho nó này tôi bắt đầu bị hơi cong rồi. Tức là chúng ta ráng làm cho nó nằm phía trên của lưỡi câu. Tại sao vậy? Tức khi mà chúng ta lật ngược nó dễ hơn, không nào?
chứ còn mà lỡ mà nó quấn vào cái miếng nhựa nó nằm dưới đáy, lát nữa chúng ta lại phải lật ngược lên mà quấn ngược nó lại thì nó hơi khó. Cho nên dùng một tay đó giữ cái thân của cái tấm nhựa này nó nằm thẳng ở trên lưng cái lưỡi câu, thì lát nữa chúng ta làm nó dễ hơn là nó nằm ở bên hông hoặc là nó nằm dưới đáy, không nào. Ráng chỉnh, ráng giữ nó cho nó nằm ở trên lưng. Thì lúc này các bạn thấy nó nằm tương đối ở trên lưng đấy, bắt đầu bị chéo rồi đấy, không sao, ta có thể sửa được. Đó, bây giờ nó nằm trên lưng rồi, thì lát làm cho nó dễ thế thôi. Còn nếu mà lỡ mà nó nằm dưới đáy thì chúng ta có thể quay ngược vòng chỉ lại vài vòng để bắt đầu chỉnh sửa nó, không nào. Tới đây thì chúng ta kể như là thấy cái miếng nhựa nó đã nằm ở trên lưng rồi, không nào. Ở đến đây chúng ta quấn cái thân của nó. Quấn thân thì chắc các bạn có mấy cái video trước thì chắc biết rồi, quấn cũng dễ, cứ theo chiều kim đồng hồ cùng quấn. Và cái con sâu này đó, cái mình nó bằng nhau chứ không phải như những con khác là đầu to đuôi nhỏ vân vân, thì mình cũng ráng làm thế nào cho cái sợi dây, mấy cái sợi len này này, mình xoắn nó vào lưỡi sợi chỉ đó. Mình ráng xoắn sao nó bằng nhau. Ok, chỗ to chỗ nhỏ quá thì chút xíu thì cũng có thể được, nhưng mà đừng có để to nhỏ quá thì nó sẽ thành không có đều, con sâu chỗ to chỗ nhỏ vân vân. Khi sơn tạm tạm rồi chúng ta quấn tạm nó một vòng trước, bắt đầu không được rồi đây. Chúng ta cái sợi len này nó hay dễ bung dễ tuột đó, cho nên chúng ta vừa quấn đó phải dùng một tay nó vừa xoắn nó vào cho nó giữ lại, không nào. Ở tới đây mà chúng ta còn thiếu một chút nữa, lấy một thêm một tí nữa thôi, không có nhiều, để quấn cái phần còn lại. Đó, cái cọt trước đó thì tôi làm bằng cái sợi chỉ nó màu đen, thì nhìn nó cũng giống nhưng mà tôi nghĩ có thể làm chỉ hồng hồng đỏ đỏ này nó hay hơn, đó mà. Đó thì đây chúng ta thấy nó bắt đầu có màu hồng hồng đỏ đỏ nhìn rất là hay. Thế đây thì tôi vuốt thẳng cái lưng nó xuống, đó mà. Rồi chúng ta quấn cái miếng nhựa lên. Chịu khó chỉnh sửa cho nó bằng, cho nó ngang, tại vì chúng ta quấn vội quá thì nó sẽ không có thẳng, và cái lưng của nó thì sẽ thành bên bên có bên không, phải không nào? Tức là bên có cái miếng nhựa này, bên bên thì không có, thì cái lưng nó sẽ không có thẳng, không có đều, không có đẹp, không có tự nhiên, thế thôi. Nói đúng ra vấn đề đẹp hay không đẹp như tôi nói vài lần, cá cầu nó cứ thấy mồi nó cắn, chứ còn không phải là đẹp thì nó sẽ cắn nhiều, mà không đẹp thì nó cắn ít, không phải như vậy. Không có bao giờ thấy ai chứng minh được là mồi đẹp sẽ là câu được nhiều cá hơn là mồi không đẹp, không nào. Nhưng mà chúng ta cứ làm cho nó thực tế, làm cho nó mát mắt thế thôi. Đến đây thì chúng ta bắt đầu quấn cái khoanh của nó, cái khoang của nó. Trong lúc làm cái sợi dây vàng này này, các bạn ráng cẩn thận cái chỗ rằng là khi mà mình quấn đó, cái sợi dây, tại vì cái tay mình cứ xoay theo cái chiều quấn của nó, dây nó sẽ xoắn lại, phải không nào? Thì mình muốn làm công xoắn mình phải chịu khó chỉnh sửa nó lại, tại vì cái xoắn, cái dây xoắn nó làm cho con
cái khoanh của nó nhìn nó không có thực tế mấy. Nên tôi thường thường tôi ráng tôi làm không bị xoắn, nhưng mà làm thế nào cũng bị xoắn. Tại sao? Tại vì cái tay mình khi mà mình quấn cái khoanh của con sâu rồi này, thường thường mình sẽ làm cho nó, khi mình đưa qua một vòng nó sẽ bị xoắn như một vòng. Đó, tới đây thì kể như là ok rồi, phải không? Mình quấn cái giữ cái sợi dây vàng này lại, quấn dùng 2-3 vòng cho nó phía sau của nó cho nó giữ chắc lại. Sau đó mình quấn phía trước và cũng đè lên một chút cái sợi dây vàng này để cho nó bảo đảm nó không có tuột ra. Đến đây kể như mình cắt đi được rồi, phải không nào? Đó, kể như bây giờ gần như là xong. Chúng ta chỉ cần buộc dây chỉ lại thôi. Thì trước khi buộc, muốn để cho chắc chắn thì tôi có cho một tí cái keo vào. Cái keo này tôi giải thích vài lần trong mấy video trước rồi, cho nên khỏi cần phải mất công giải thích nữa, phải không nào? Tụt nó chết rồi, nguy hiểm rồi. Không sao, mình vẫn thể tiếp tục mình chỉnh sửa nó được. Chưa có hoàn toàn. Đây gọi là tai nạn nghề nghiệp, phải không nào? Bây giờ chỉnh sửa nó thật lẹ thì vẫn được, không sao. Đấy, thì bây giờ thì nó dư lên mất nửa vòng, thôi đành phải cắt đi ạ. Ok, rồi tới đây chúng ta như hồi nãy cũng vẫn dán keo vào. Đến đây thì kể như con sâu chúng ta đã xong. Còn một cái nữa duy nhất chúng ta làm là cái mẹo. Các bạn biết cái này là cái gì không? Cái sợi dây mà thường thường trong quần áo hoặc trong đồ đạc, áo lạnh hay gì đó, chúng ta hay là thường thường nó có hai đầu, phải không nào? Hoặc là hai miếng, tùy. Một miếng này một đầu nó nhám, một miếng này thì nó nhẵn hơn. Để làm gì khi mà chẳng hạn như cái áo lạnh hoặc là giày của chúng ta chẳng hạn không cần buộc dây tới da mà nó dính như vậy, phải không nào? Rồi khi xé ra thì nó ra như thế này, phải không nào? Thì cái này là Việt Nam gọi là cái gì không biết. Thì chúng ta dùng cái đầu nhám thế này, chỉ chấm một tí vào dưới chân của nó để làm gì? Để cái này nó sẽ lôi ra những cái sợi mà nó không có sợi lông mà nó không có dính chắc vào trong cái sợi chỉ khi mình quấn lại đó, thì nó sẽ lôi ra. Giống như vậy, và nó tụt tủa ra, phải không nào? Và vì con sâu đó, cái chân của nó thì nó không có dài, rất là ngắn, cho nên khi mình kéo ra như vậy thì cái chân nó sẽ không còn ngắn nữa mà nó thành dài, nó không có thực tế mấy, cho nên mình hơi cắt cho nó sát cái mình đó, cái thân nó lại thì nó sẽ thành con sâu, có vẻ chân vẫn ngắn ngắn tụt tủa ra, rất là hay, phải không nào? Đấy, đây là con sâu đã thành công, đã xong. Thì các bạn thấy không hiểu cái con sâu này nó màu, cái đầu nó màu hồng, và con sâu hồi nãy tôi làm là màu đen.
thì con nào cũng phải bắt mắt thôi. Và thực tế thì bắt mắt hay không thì cũng là chuyện bình thường. Mình thấy xuống nước thì cá nó cũng đớp giống như nhau thôi. Nhưng mà đối với con người thì mình thấy có thể màu đen này đẹp hơn hoặc là màu hồng đẹp hơn. Và ngược lại, có lẽ sau cái video này tôi sẽ quấn thêm chừng vài cái màu đỏ đỏ, màu trắng trắng, màu xanh xanh để làm gì? Để chúng ta biết câu cá thì không nên dùng một mồi nhiều và một màu nhiều. Dùng màu đỏ chẳng hạn vài lần mà nó không ăn, mình chuyển qua màu đen hoặc là chuyển qua màu trắng, chuyển qua màu xanh vân vân. Dùng cái mồi này mà hôm đó nó không ăn thì mình lại dùng mồi khác. Cho nên trong cái hộp đồ nghề để câu cá, chúng ta nên quấn nhiều mồi khác nhau, quấn nhiều màu khác nhau để cái cơ hội mà thành công câu được con cá nó cao hơn, nhiều hơn. Không nào? Dạ vâng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào nhé.